tôi nổi lòng hạnh phúc nó lúc tuổi không được bản định, lương cao có nhà có ngoại bà mà cấp bên ngoài rất nhiều người nói tôi là một mẫu nhưng thực sự trong tâm hồn tôi thấy chán nản và sợ bản thân Dù đời tôi cặn trẻ quá quá nhiều tình nên giờ chắc hết duyên không thể tìm được một người thực sự yêu thương còn kết hôn với mình năm mười tháng tuổi Tôi có mối tình đồng, tình yêu sinh viên thông xã như những đầy tò mò chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó, anh đi du học và cả hai chia tay. Tôi vật vả chút đau khổ. Một thời gian sau, lại có bạn trai mới. Chúng tôi cũng đi quá giới hạn, nhưng sau đó, anh lại nói quen tôi vì tôi giống người của, của anh thôi. Cả hai lại chia tay rồi anh đi lê vợ. Thời chính viên, tôi còn có một mối quan hệ với người đàn ông có gia đình để đổi để tiền chữa bệnh cho bố. Sau đấy, tôi rời Hà Nội để quê lập nghiệp. Trong thời gian đó, tôi có lạc với một người đàn ông. Lúc quen nhau, anh ta chưa có vợ. Chúng tôi chỉ gần bố một lần. Đến khi anh ta cưới vợ rồi, tôi lại có lại với anh để thờ mãn mà thân. Lần đó, dù đã uống thuốc, nhưng tôi vẫn đánh bầu, mà không biết chi thai được ba tháng tôi sợ và quyết định bỏ thai. Đây là quyết định mà tôi hoát cả cuộc đời vì đã quá dài rồi và bạn năng. Từ tôi được mai mối trong người đàn ông, nhưng đến khi gần cưới, anh ta đã thẳng của tôi để quay về với bạn nhà cũ. Tôi rất đau khổ, nhưng chắc đó là quả báo khi bình thường bỏ thai. Trần khoa đi được đôi ba năm thì tôi có bạn trai mới. Anh rất yêu thương tôi, có tôi là tất cả. Yêu nhau được một thời gian, anh phải đi xa rồi nó xa xối và dịch bệnh. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều về việc sinh sống ở đâu. Sau đó cả hai chia tay. Lần này tôi đã khổ nhất vì nghĩ xa ba xong gió. Bản thân sẽ được yên bình. Ai ngờ không phải. Từ sau khi chia tay, tôi lại lao vào hai cuộc tình đêm. Một trong số đó gần nếu hủy hoại danh dự bản nhân phẩm của tôi. Vì mà là ông kia thực sự đối với tôi như người kẻ có được. Hiện tại anh ta có bạn em mới, hiền trục đoán trang. Còn vì tình một đêm kia là người nước ngoài. Tôi cũng không muốn để tâm nhiều. Chắc nhiều người khó đồng cảm với tôi. Thế tôi chỉ muốn biết ra để thú nhận hết tội lỗi về mình. Hiện tại, tôi giúp đỡ được nhiều người về cả tài chính lần nuôi sống. Tôi chia sẻ với những bạn ở trẻ sống bay rằng đừng sống chung với người mình yêu. Cố gắng giữ mình để không bị đau đớn về tinh thần như tôi. Tôi cũng thuộc cái nhà này để cầu xíu giúp anh thôi. Cho người thân mà những người phụ nữ bị đau khổ. Tôi bắt đầu ăn chay và rõ hết thì anh gạch. Thế cảm của bản thân trước đây. Tôi chỉ không biết liệu bản thân có xứng đáng được một người. Mặt đời yêu thương trân trọng mình hay không.